Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức nghiệm.vn Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, ôn tập dự tuyển công chức viên chức à, Các bạn ôn tập các môn kiến thức chung, à, tiếng Anh, tin học theo hình thức trắc nghiệm Học viên có nhu cầu à, kết nối Zalo à, với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 à 0943078123. À để các bạn nhận à, video bài giảng, các bạn xem video bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn. À, phần mềm hình thức trách nhiệm.vn là phần mềm phi lợi nhuận. À, sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, à, các bạn sẽ nhận được các tiện ích. À, các bạn à, à, đăng ký học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trách nhiệm.vn các bạn còn nhận được kênh video bài giảng môn kiến thức chung các bạn xem trên điện thoại của các bạn và các bạn đăng nhập phần mềm để học câu hỏi trắc nghiệm. Hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn thông qua học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu nghị định số 71 năm 2023 của chính phủ ban hành ngày 20 tháng 9 năm 2023. Nghị định 71 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 112 năm 2020 của Chính phủ ban hành 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức. Thì các tài liệu khác các bạn học hoàn toàn tương tự. À, các bạn à, có thể tải cái file Nghị định số 71 ở trên Google, sau đó các bạn đưa sang file văn bản, à, các bạn à, mở khi học các bạn mở cái file này lên. Thì đây là cái file à nghị định số 71 à, sửa đổi à, một số điều à, của nghị định 112 xin giới thiệu với các bạn như vậy. À, sau khi các bạn tải cái file này về máy tính của các bạn thì các bạn lưu thành một file à, lúc bắt đầu học trên phần mềm các bạn mở cái file này lên thì nó chia lấp mất màn hình rồi. À, đối với Windows nốt điều khiển cửa sổ nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn. À, đó là nốt dấu trừ các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt dấu trừ, nhấn nốt trái chuột thì nó thu nhỏ lại. Các bạn chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ, nhấn nốt trái nó mở lên. À, như vậy chúng ta có thể mở nhiều cửa sổ cùng một lúc. À, thông qua nốt điều khiển, à, cửa sổ, dấu chéo là tắt, à, dấu trừ là thu nhỏ. Đấy, xin giới thiệu với các bạn như vậy. Sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn. À, vì dữ liệu nó lớn, các bạn nên học trên máy tính chúng ta khởi động xong chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trắc nghiệm vn à, những bạn có à, máy tính bảo mật cao thì các bạn phải gõ thêm cái cụm từ là http à, http dấu hai chấm gạch chéo, gạch chéo, hình thức trắc nghiệm vn chú ý nó không có chữ s à, đối với các máy tính à, các bạn đời mới nhất thì nó yêu cầu có chữ s như phần mềm này là phần mềm e learning À, phần mềm mã nguồn mở cho nên yêu cầu các bạn chỉ cần gõ http hai à, 2 chấm gạch chéo gạch chéo không có chữ s à, đối với các bạn có cái máy tính à, à, đời mới hiện đại nhất thì các bạn làm như vậy à, đối với các cái bình thường các bạn chỉ cần gõ hình thức trắc nghiệm cho vn xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi thì đối với môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức là mục số 1, mục số 2 môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức mục số 3 là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã đối với viên chức ở phía dưới này các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới à, là các bạn tìm được các bạn có trong tay mật khẩu à, ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi các bạn được cấp cái danh mục số 1 thì các bạn phải để con trỏ tại mục số một à, các bạn để sang nhầm sang mục khác là không đăng nhập được à, thí dụ hôm nay các bạn có cái danh mật khẩu môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức các bạn để con trỏ tại mục số 1, nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu à, các bạn chú ý à, các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình người khác biết được à, đăng nhập phần mềm thì các bạn không đăng nhập được nữa à, vì vậy các bạn phải chú ý bí mật cái mật khẩu của mình cũng giống kỳ thi chính thức diễn ra mỗi một thí sinh là một số báo danh một mật khẩu các bạn thực hành trên máy tính thì của số báo danh của bạn nào bạn vào À, vì vậy các bạn phải chú ý phải bí mật cái mật khẩu của mình chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm à, sau đó à, các bạn tìm trong phần mềm à, có hàng và, à, gần 200 à, câu hỏi trắc nghiệm à, gần 200 tài liệu rồi câu hỏi trắc nghiệm cho 200 tài liệu à, tóm lại là ăn như một cửa hàng ăn buffet nó có rất nhiều món à, gần 200 món rồi mỗi một tài liệu à, ta ví như một món thì như vậy nó có 200 tài liệu, thì vì vậy các bạn phải tìm câu hỏi trách nghiệm các bạn cần thôi. Thí dụ hôm nay các bạn di chuyển từ trên xuống dưới, các bạn học câu hỏi trách nghiệm cho nghị định 112. Thì trong cái nghị định 112 này, nó có phần sửa đổi, nó là thông qua cái nghị định 71. Thí dụ các bạn đọc ở đây này, câu hỏi trách nghiệm cho nghị định 112 phần riêng cho viên chức, câu hỏi trách nghiệm nghị định 112 phần riêng cho công chức. Thì công chức thì học cái phần à, gì, phần phần cho công chức, phần viên chức học cho phần viên chức Và sau đó các bạn thấy câu hỏi trắc nghiệm cho nghị định 71, sửa đổi nghị định 112 Thì đối với à, cái sửa đổi này, cái phần chung cho cả công chức viên chức thì các bạn cả viên chức viên chức để học Còn cái phần riêng à, cho công chức thì công chức học, phần riêng cho viên chức thì viên chức học à, Ở dưới à, phần mềm có hướng dẫn luôn rồi các bạn kích chuột vào nghị định à, câu hỏi nghị định 71 này, nhấn nút trái một lần. Sau các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới, các bạn thấy thực hiện đề thi, các bạn nhấn nút trái chuột vào. Sau xuất hiện chữ start, các bạn nhấn nút trái chuột vào chữ start. Thì học lần đầu các bạn chưa cần phải làm bài. À, học lần hai các bạn có thể thử sức, kiểm tra đánh giá kiến thức của mình thì các bạn có thể à, làm bài bằng cái việc là chọn à, một trong bốn phương án À, phương án nào đúng hơn cả thì chọn ví dụ như có trường hợp a đúng b đúng thì b đúng hơn a thì các bạn phải chọn b đó thì ví dụ đều vì trắc nghiệm mà chỉ được lựa chọn à, một trong bốn tình huống thôi à, và căn cứ vào đâu để chọn đó là căn cứ vào nội dung câu hỏi để các bạn chú ý như vậy à, vì sao nó đúng vì nó đúng à, có nội dung đúng như trong tài liệu vì sao sai vì nó có nội dung sai với tài liệu hoặc cái nội dung đó à, không có trong tài liệu và học theo cái phương pháp tư duy à, tức là học để chúng ta hiểu nội dung và có phương pháp làm bài để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì các bạn cũng làm được nữa à, mới là cách học tốt nhất à, chúng ta học để có kiến thức chúng ta vượt qua kỳ thi chúng ta học để chúng ta có kiến thức khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn à, sau khi các bạn học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm của thầy các bạn thấy đúng như vậy à, các bạn có được rất nhiều kiến thức để à, sau này các bạn công tác nếu trúng tuyển các bạn làm à, rất tốt vững vàng hơn à, và nhiều các bạn ôn tập trên phần mềm của thầy đã trúng tuyển có nhắn tin lại cho thầy chúng em đạo rồi cảm ơn thầy cái phương pháp học là như vậy nữa à, chứ còn chạy xô đi tìm cơ hội trắc nghiệm tìm một file eh, cơ hội trắc nghiệm vài trăm câu thì chúng ta không hiểu nội dung chúng ta chỉ học gạo thôi eh, học việt eh, không biết vì sao nó lại đúng vì sao nó sai thì như vậy thì kỳ thi chính thức diễn ra mà không rơi vào cái file câu hội đó là mình bó tay chấm com không làm được đấy vì thế mình phải hiểu chạy xô bao giờ cho hết cơ hội trắc nghiệm được tôi sẽ minh họa cho các bạn nó có thể ra một cái tài liệu có thể ra vài trăm vài nghìn câu là bình thường đó thế nhưng cho nên là chúng ta phải có phương pháp học để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì ta cũng làm được này nó mới là cái mục tiêu ôn tập và ôn tập trên phần mềm mới là nó ngắn gọn nhất à, trong quá trình thi thử thì các bạn có thể chọn một trong bốn phương án sau các bạn nộp bài sớm các bạn chọn finish ở góc tay phải màn hình như này à, góc tay trái chứ tay trái màn hình nhá à, chúng ta học lần đầu đến nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn các bạn cũng chọn finish à, finish ở góc tay trái màn hình nhấn nó trái chuột một lần sau các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới à, các bạn tìm đến chữ nộp bài và kết thúc nộp bài kết thúc học lần đầu là đến nạp dữ liệu vào bộ óc đã học lần hai thì có dữ liệu rồi chúng ta mới tư duy được đó, học theo phương pháp tư duy mà các bạn đọc thì đó các bạn phải đọc câu câu hỏi để các bạn chú ý thí dụ như là tôi giải thích cái phương pháp học à, à, như sau thí dụ các bạn đọc câu hỏi này đâu à, là đâu là à, đâu không phải là nguyên tắc à, xử lý kỷ luật cán bộ à, công chức viên chức đâu không phải là nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ à, công chức viên chức. Tức là ở đây có chữ không phải là nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức. Thì chúng ta thấy có bốn phương án A B C D thì chúng ta tư duy là nó sẽ có ba phương án sẽ là nguyên tắc à, xử lý kỷ luật cán bộ công chức. Chúng ta dùng phương pháp loại trừ à, trừ ba cái phải ra thì còn một cái không phải. Đó phần mềm hướng dẫn các bạn này phương pháp làm loại câu này là tìm ra ba phương án là nguyên tắc xử lý uh, kỷ luật cán bộ công chức viên chức dùng phương pháp loại trừ uh, trừ ba cái phải ra thì phương án còn lại không phải là nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức đó các bạn thấy này, nếu chúng ta chế tác câu hỏi chúng ta giữ lại ba phương án là nguyên tắc uh, uh, xử lý kỷ luật cán bộ công chức thì chúng ta thay phương án không phải bằng một nội dung khác không phải chúng ta có một cơ hội mới cho nên nó ra có thể là chế tác được vô vàn cơ hội trách nhiệm là theo cái cách như vậy các bạn chờ thấy tuyệt vời không này cho nên chúng ta phải tìm ra cái quy luật chung để học là tìm ra ba cái phải thì trừ ba cái phải đi thì ra một cái không phải thì phần mềm hướng dẫn các bạn căn cứ khoảng 2 điều 1 nghị định 71 thì các bạn kích chuột vào file các bạn mở cái file này lên kích chuột vào cái nút thu nhỏ nó mở lên các bạn chỉ dấu trừ để thu nhỏ lại các bạn nhấn nút trái chuột à, vào nút dấu trừ thì nó thu nhỏ lại các bạn à, kích uh, nốt nút trái chuột vào nút thu nhỏ nó mở lên thì các bạn tìm đến uh, điều 1 à, uh, khoảng 2 điều 1 tức là vừa học câu hỏi trắc nghiệm là tình huống đặt ra để giải quyết cái tình huống đó căn cứ khoản 2 điều 1 thì ở đây là uh, sửa đổi uh, các cái khoản về điều 2 về nguyên tắc xử à, lý kỷ luật cán bộ công chức thì chúng ta thấy cộng cả cái sửa đổi và à, cái không sửa đổi thì chúng ta sẽ có 12 à 11 nguyên tắc à, các bạn đọc ở đây sẽ có 11 nguyên tắc cộng cả cái vấn đề không những cái không sửa đổi và cái sửa đổi thì các bạn sẽ thấy có 11 nguyên tắc. À, vì vậy vì cái điều vì cái khoản này giữa nó giữ nguyên một số khoản và thay đổi sửa đổi một số khoản vì thế thầy giáo đã áp cả cái sửa đổi và cái giữ nguyên về nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức lên trên cái chỗ nền vàng này cho các bạn đọc đó có 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 11 nguyên tắc đây đó thì các bạn soi vào 11 nguyên tắc này à, thay vì các bạn uh, kích chuột vào file uh, thì các bạn đọc phải phải đọc cả hai file nó tương đối dài cho nên các bạn đọc vào trên cái nền vàng này thì các bạn soi vào đây phương án a uh, phương án b c d các bạn soi Thí dụ các bạn soi phương án d đảm bảo khách quan công bằng công khai uh, nghiêm minh và dưới sự giám sát của nhân dân thì các bạn soi vào đây thì nó không phải đây đảm bảo khách quan công bằng công khai nghiêm minh chính xác kịp thời đúng thẩm quyền trình tự thủ tục thì các bạn thấy phương án D nó không phải là à, nguyên tắc rồi thì các bạn chỉ mới phát ăn ngay thì đây chính là cái cách làm sau khi các bạn đã học à, tìm ra được ba à, nguyên tắc ở phương án A, B, C ví dụ các bạn à, đọc à, phương án B nghiêm cấm ngoại hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật thì các bạn soi 11 nguyên tắc ở đây thì các bạn thấy ở à, nguyên tắc thứ bảy đây nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật à, nó là nguyên tắc thứ bảy à, trong phương án B và tương tự như thế phương án A cũng là một nguyên tắc à, phương án B là nguyên tắc phương án C là nguyên tắc như vậy A, B, C đều là à, các nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức suy ra phương án còn lại là phương án d bảo đảm khách quan công bằng công khai nghiêm minh à, và dưới sự giám sát của nhân dân không phải là nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức Đó, có hai cách làm à, sau khi các bạn có dữ liệu à, vào trong bộ óc rồi thì các bạn tìm các cái cụm từ đặc trưng để các bạn nhận diện ra cho nó nhanh chứ còn còn không không phải học thuộc nhé các bạn không thể học thuộc được chúng ta tìm ra các cụm từ để nhận diện ra được đó là nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức học lần hai là các bạn nhận diện được lần đầu thì các bạn phải soi soi vào 11 nguyên tắc lần hai thì các bạn tìm cái cụm từ nhận diện đó thí dụ các bạn nhận diện ra được phương án a b c các cái cụm từ này nó thể hiện cái nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức thì các bạn suy ra phương án còn lại là phương án d là không phải à, nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức đó là cách làm À, đúng bài bản đấy. À, sau khi các bạn có dữ liệu óc rồi thì các bạn làm cách hai, à, hay là kỳ thi chính thức diễn ra các bạn đánh và phát ăn ngay. Các bạn liếc A, B, C thì các bạn tìm ra được ngay. À, D đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh dưới sự giám sát của nhân dân thì câu này à, có cái cụm từ dưới sự giám sát của nhân dân nó không phải là nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức. Các bạn nhận diện được ngay. Đã, cái phương pháp là loại câu này như thế nó tương đối dài nhưng các bạn bình tĩnh các bạn luyện trên phần mềm là các bạn sẽ quên được cái kỹ năng à, nhận diện à, thông qua các cụm từ đặc trưng à, để các bạn nhận diện à, so sánh giữa nội dung câu hỏi với lại các cụm từ đặc trưng trong phương án là các bạn nhận diện ra được ngay à, xin giới thiệu với các bạn như vậy cái phương pháp học là như vậy à, để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì các bạn cũng làm được đó là các cái loại câu hỏi về nguyên tắc đâu là nguyên tắc đâu không phải là nguyên tắc đó thì các bạn giới thiệu với các bạn như vậy à, về cái sửa đổi này thì gốc à, gộp nó lại cái điểm sửa đổi điểm bổ sung và điểm giữ nguyên ở, ở trong à, trong cái điều về nguyên tắc à, thì các bạn để ý ở tại điều 2 của nghị định 112 gom lại thành có 11 nguyên tắc đó thì tôi đã tóm tắt lại trên nền vàng cho các bạn tiện soi để làm hệ thống câu hỏi Về hỏi về nguyên tắc Đã giới thiệu với các bạn như vậy à, Hỏi về câu hỏi nguyên tắc à, Nguyên tắc xử lý Nó cũng là một trong những à, câu trọng tâm Của cái nghị định 71 Và nghị định 112 à, Các bạn phải chú ý à, soi kỹ như vậy Hay là ví dụ các bạn đọc này à, Câu tiếp theo Mỗi hành vi vi phạm Chỉ bị xử lý Một à, một bằng à, Bằng một hình thức kỷ luật Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật đó. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật Nếu cán bộ công chức viên chức có từ hai hành vi vi phạm trở lên Thì xem xét xử lý như thế nào à, Đây thì các bạn phải đọc kỹ cái nội dung câu hỏi Để sau đó đọc kỹ cái nội dung từng phương án Thì phương án A là xem xét kết luận về từng hành vi vi phạm quyết định xử lý kỷ luật tất cả các hành vi vi phạm. Phương án B là xem xét kết luận về từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm. Phương án C xem xét kết luận về từng hành vi vi phạm, quyết định xử lý kỷ luật hành vi vi phạm nặng hơn một mức. Phương án D xem xét kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định xử lý kỷ luật hành vi vi phạm nặng hơn hai mức thì căn cứ vào đâu tình cũng đặt ra để giải quyết câu hỏi này để căn cứ khoản 2 điều 1 nghị định 71 thì các bạn kích chuột vào file các bạn mở lên các bạn đọc hoặc là các bạn soi uh, lên phía trên uh, của câu hỏi trước để các bạn thấy thuộc về nguyên tắc thì ở đây thuộc về nguyên tắc thì đây chính là các bạn soi các bạn thấy nguyên tắc 2 nguyên tắc 2 đây là mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng hình thức à, kỷ luật. Đó. Đến đây là trong cùng một hành trong cùng một thời điểm xem xét kỷ luật, xem xét xử lý kỷ luật. Nếu cán bộ công chức viên chức có từ hai hành vi tức là từ hai trở lên, ấy, đó, từ hai hành vi eh, vi phạm trở lên thì xem xét kết luận về từng hành vi vi phạm và quyết định chung. À, bằng một hình thức cao nhất à, tương ứng với hành vi vi phạm à, các bạn đọc các bạn thấy rằng giả sử như là có hai hành vi vi phạm à, vào cùng một thời điểm đó à, thỏa mãn cái điều kiện này à, tức là à, nếu cán bộ công chức có hai hành vi vi phạm trở lên thì xem xét từng hành vi một thí dụ hành vi thứ nhất là bị khiển trách hành vi thứ hai bị cảnh cáo thì như vậy thì kết luận chung À, hình thức cao nhất là cảnh cáo, đó, các bạn hiểu cái câu này này như vậy nữa à, chứ không phải như trước là nó xem đây là hành vi tái phạm thì sẽ nặng hơn à, vì thế trong hai hành vi vi phạm à, có từ mà ví dụ ba hành vi cũng thế thôi thì, à, thì à, tìm một cái hành vi à, có tương ứng với hình thức cao nhất à, để giải xử lý đó thì các bạn phải hiểu cái câu này thế thì à, như vậy thì căn cứ vào khoản 2 điều 1, nguyên tắc 2 thì các bạn có thể kích chuột vào file để mở hoặc là các bạn tìm lên câu trên ở đây. Thì về đây là về khoản 2 điều 1 nghị định 71 là nguyên tắc 2 đây này. công chức có từ hai hành vi vi phạm trở lên xem xét này. Đó. Thì kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm. Đây chính là À, nó là nguyên tắc thứ hai à, các bạn có thể xoay ở ở trên đây cũng được à, các bạn xoay vào file à, thì nó cũng quên đi cái cách học là như vậy vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết là như vậy nó tiết kiệm một thời gian à, xin giới thiệu với các bạn như vậy như vậy là căn cứ vào à, khoản 2 điều 1 nghị định 71 à, nghị định 71 thì chúng ta chọn phương án này nào đây thì chúng ta chọn ta xét vì sao phương án A là sai xem xét kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định xử lý kỷ luật tất cả các hành vi vi phạm thì như vậy là thí dụ như là có hai hành vi một cách khiển trách một cách cảnh cáo thì kết luận là bị uh, hai cái quyết định liền thì không đúng rồi à, vì vậy không đúng như uh, trong tài liệu cho nên phương án A bị loại trừ phương án B xem xét kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một, một hình thức cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm thì phương án B có nội dung đúng như trong tài liệu cho nên nó là phương án trả lời câu hỏi này phương án c vì sao sai xem xét kết luận từng hành vi vi phạm quyết định xử lý kỷ luật hành vi vi phạm nặng hơn một mức à, thì cái này nó không đúng à, với tài liệu thí dụ như là hai hành vi một cái, một cái là bị khiển trách một cái là, là bị cảnh cáo thì mình phải lấy cái mức cao hơn cảnh cáo một mức hay là phương án d xem xét kết luận từng hành vi vi phạm quyết định xử lý kỷ luật bằng hình À, hình vi vi phạm nặng hơn hai mức à, thì như vậy cũng đã là một mức là không đúng rồi thì hai mức lại càng không đúng cho nên phương án C, D à, đều là các phương án có nội dung sai với tài liệu phương án A có nội dung sai với tài liệu cho nên chỉ có phương án B có nội dung đúng như trong tài liệu thì vậy chúng ta chọn phương án B cái phương pháp học là như vậy chúng ta hiểu nội dung à, sau đó chúng ta có phương pháp tư duy là chúng ta à, sẽ làm được để ra đề cứ gì ta cũng làm được khi học ở nhà chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta học chúng ta soi nội dung câu hỏi nội dung phương án cho kỹ thì học một lần cho kỹ thì đến lần hai các bạn có thể tự kiểm tra đánh giá kiến thức của mình được cũng không vội mà học trên phần mềm nó nhanh lắm thông qua tình huống đặt ra để giải quyết tình huống này căn cứ vào đâu thì căn các bạn đọc cái hướng dẫn trên nền vàng này để các bạn soi tài liệu rồi à, đáp án đúng là trên cái từ G connect answer à, xem xét kết luận À, từng hành vi vân vân đây. À, như vậy đáp án đúng của nó là g connect answer như vậy câu hỏi trách nghiệm và nội dung từng phương án và có hướng dẫn trên nền vàng và à, phương án đúng ở dưới à, cái nền vàng này. để xin giới thiệu với các bạn như vậy để bảo mật cái mật khẩu của mình à, các bạn có thể học tiếp cái mục khác à, hoặc học lại cái mục này các bạn kích chuột mục số 1 này nhấn nó trái một lần này thì các bạn học lại cái mục này hoặc là tìm cái mục khác để học bây giờ để bảo mật cái mật khẩu của mình à, mỗi khi kết thúc phiên làm việc với phần mềm các bạn làm thế nào các bạn nhìn trên góc phải trên cùng màn hình à, có cái hình người này các bạn chỉ mũi tên chuột vào hình người các bạn nhấn nút trái một lần nó sẽ xuất hiện cho bạn cái chữ thoát thì các bạn kích chuột vào chữ thoát để thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình các bạn chích kích chuột vào dấu chéo để tắt cửa sổ đó như vậy à, tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm thông qua câu hỏi nghị định số 71 này, các tài liệu khác hoàn toàn tương tự. Các bạn xem video của thầy Hay và bổ ích. Nếu chưa chọn nút đăng ký trên YouTube khi các bạn đang xem video thì hôm nay các bạn hãy chạm tay vào nút đăng ký để nó chuyển thành chữ đã đăng ký thì các bạn được hai cái tiện ích. Tiện ích thứ nhất các bạn xem video bài giảng theo từng mục. Tiện ích thứ hai là có video bài giảng mới. À, các bạn nhận được sớm nhất phần mềm thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu à, ôn tập của các bạn. À, các bạn học trên phần mềm của thầy sẽ được à yêu các à, ngoài việc học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm, các bạn còn được nhận được các cái kênh video bài giảng môn kiến thức chung của thầy. để à, mà các bạn ở nơi khác thì chưa chắc là có điều này. À, xin giới thiệu với các bạn như vậy. À, chúc các bạn thành công và các... cảm ơn các bạn